quý khán giả đang xem chương trình Mắt Thần An Ninh của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý khán giả, qua số liệu vừa rồi có thể thấy là bình quân một ngày trong năm 2019 cả nước xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người. Tính chung cả năm thì tai nạn giao thông giảm ở hai tiêu chí là số vụ và số người chết. Tuy nhiên thì số người bị thương lại tăng gần 8.000 người so với năm 2018. Đây là con số đáng để cho chúng ta suy ngẫm, mà trong đó thì phần lớn nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Vì vậy mà ngay ngày đầu tiên của năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực. Đồng thời, Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cũng bắt đầu được thực thi. Trong đó, mức phạt nghiêm khắc hơn rất nhiều so với trước đây, thể hiện sự quyết tâm giảm thiểu tai nạn do rượu bia gây ra. Theo Nghị định 100, mức xử phạt cao nhất với người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn là từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Người điều khiển xe mô tô mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe tương tự. Thậm chí, người điều khiển xe đạp nếu vi phạm cũng chịu phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng. Dù mức phạt khá nặng, nhưng theo khảo sát của phóng viên, nhiều người dân bày tỏ đồng tình với hình thức xử phạt này. Cái luật này thì cũng chính xác, tại vì nó sẽ giảm được cái lượng người mà đi ra quán để người ta nhậu, đỡ gây tai nạn giao thông. Kiếm quán cà phê, mình nghỉ ngơi cho khỏe rồi mình mới điều khiển nữa là tốt nhất. Ở một góc nhìn khác, một bộ phận người dân có nghe thông tin về nghị định và luật phòng chống tác hại của rượu bia, nhưng khá bất ngờ với mức phạt nặng. Nhiều người nói vui, uống một lon bia có khi phải trả giá bằng mấy tháng lương, vừa tốn tiền lại bị tạm giữ xe và bằng lái. Phạt đối với cái nghị định 100 thay thế cho nghị định 146 rất là cao. Lượng đi tuần tra đã tuyên truyền nhắc nhở bà con những người có sử dụng rượu bia, lái phương tiện, xe gắn máy, xe ô tô thì họ sẽ nhận được ý thức chấp hành, thì sẽ cam kết và hứa là khi thực hiện, khi lên xe thì không có uống rượu bia, thì bước đầu vận động không xử lý thì họ chấp hành rất tốt. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, chỉ trong một tuần ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát giao thông cả nước đã xử phạt 3.785 trường hợp, với số tiền phạt lên tới 12 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra, trước phản ánh ăn trái cây, uống siro cũng có nồng độ cồn, Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành thực nghiệm với 150 mẫu khác nhau để kiểm tra. Kết quả cho thấy, đối với các loại trái ngọt thì không phát hiện được nồng độ cồn. Còn với một số loại siro, nước trái cây, lên men, nồng độ cồn từ 0,6 đến 1,2mg trên 1 lít khí thở. Nhưng sau khi uống nước lọc, chỉ sau 2 đến 5 phút là về ngưỡng bằng 0. Thực tế, trong những trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, chưa có trường hợp nào có nguyên nhân từ ăn trái cây hay uống nước siro. Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cũng khẳng định, các quy định phòng chống tham nhũng tiêu cực đã rất rõ ràng. Nhưng để đề phòng cảnh sát giao thông cưa đôi khi tuần tra, kiểm tra, xử lý, người dân có thể giám sát. Mới đây, đã có quy định người dân được quay phim, chụp ảnh cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ, nhưng ở khoảng cách không làm ảnh hưởng đến lực lượng chức năng. Thay vì tìm cách chống chế, bao biện, đã đến lúc người dân cần phải thay đổi nhận thức về những quy định của Nghị định 100. Thưa quý khán giả, nếu không đủ mạnh, luật sẽ không đủ sức răn đe và không khiến cho nhiều người trùng bước trước rượu bia. Nói cách khác, văn hóa rượu bia đã ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người. Vì vậy, chỉ có luật thật nghiêm, khi đó thì thuốc đắng mới giả tật. Qua khảo sát của chương trình, nhìn chung thì lượng khách đến quán nhậu đã giảm hơn 50% so với trước đây. Để cứu vãn tình hình, giảm thua lỗ thì nhiều nhà hàng quán nhậu đã tung các chiêu để thu hút khách, hỗ trợ khách hàng an tâm ăn uống, trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ luật giao thông. Kể từ khi luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực, các hàng quán này trở nên vắng vẻ hơn. Nhiều người chọn nước ngọt hay nước suối thay vì bia, rượu như trước đây. Lý giải điều này, nhiều người cho rằng do mức phạt áp dụng khá cao nên e dè. Còn khi vì yếu tố công việc gặp gỡ bạn bè, thì sau những chén chú, chén anh, trong người có hơi men, họ nhờ người nhà trước về chọn di chuyển bằng taxi hay Grab để đảm bảo an toàn. Xe máy thì gửi lại tại quán. Nắm bắt tâm lý của khách hàng, nhiều nhà hàng đầu tư hẳn bãi giữ xe cho khách. Cùng với đó là liên kết với taxi hoặc xe ôm công nghệ. Bởi với họ, luật đã ban hành thì phải nghiêm túc thực hiện.
Thưa quý khán giả, tin rằng trong thời gian tới, người dân sẽ quen với quy định mới và sẽ chấp hành nghiêm luật lệ giao thông cũng như là thói quen sử dụng phương tiện công cộng hoặc là bố trí người không uống rượu bia trở về khi tham gia các cuộc vui cũng như là đã từng quen với việc hễ lên xe là phải đội nón bảo hiểm vậy. Điều đáng mừng là sau 10 ngày luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 có hiệu lực thì hiệu quả tích cực đầu tiên là số trường hợp tai nạn giao thông do rượu bia nhập viện đã giảm đáng kể. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, số người nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông giảm từ 6 đến 8%. Sau ngày 1 tháng 1 năm 2020, có ngày số người cấp cứu vì tai nạn giao thông chỉ có 27 trường hợp. So với trước khi nghị định được thực thi, có ngày cao điểm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 trường hợp đến cấp cứu. Còn tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, bình thường một ngày cấp cứu khoảng 100 đến 120 bệnh nhân, trong đó khoảng 30% có liên quan tai nạn giao thông. Thì gần đây con số chỉ còn một nửa và liên quan đến rượu bia chỉ chiếm 10%. Ghi nhận một tuần trở lại đây, ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, số ca tai nạn giao thông nhập viện có nồng độ cồn chỉ còn 47 ca, giảm 13 ca. Tại Hậu Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 55 trường hợp, giảm nhiều so với thời điểm cách đây một tuần khi luật phòng chống tác hại của rượu bia chưa có hiệu lực. Tất cả là tín hiệu đáng mừng và nếu tiếp tục phát huy, nó còn giúp giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế. Quý khán giả đang xem chương trình Mắt Thần An Ninh của truyền hình Hậu Giang. Chương trình được phát sóng vào khung giờ này mỗi tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HGTV. Hoặc là quý vị có thể xem trực tuyến ở website hậugiangtv.vn. Thưa quý khán giả, Nghị định 100 thay thế Nghị định 46 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của Nghị định này là các quy định về tăng mức xử phạt tối đa đối với các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Cụ thể như thế nào? Mời quý khán giả cùng theo dõi. Đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở, mức thấp nhất sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Quy định cũ tại Nghị định 46 thì mức xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 đến 2 tháng. Cùng với hành vi vi phạm như trên, nếu là người điều khiển xe mô tô sẽ phải chịu mức xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Quy định cũ tại Nghị định 46 thì không phạt. Đặc biệt, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, mức cao nhất sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Quy định cũ tại Nghị định 46 thì mức xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng. Cùng với hành vi vi phạm như trên, nếu là người điều khiển xe mô tô sẽ phải chịu mức xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Quy định cũ tại Nghị định 46 thì mức xử phạt từ 3 đến 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Đáng chú ý nhất là người điều khiển xe đạp, xe thô sơ sẽ bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng. Trước đây chưa quy định xử phạt về nội dung này. Các mức xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khác đều tăng so với quy định cũ tại Nghị định 46. Thưa quý vị, việc tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn buộc những người cầm lái phải rất cẩn trọng, cân nhắc trước khi uống rượu bia. Đây sẽ là nền tảng để chúng ta thay đổi nhận thức để câu khẩu hiệu đã uống rượu bia thì không lái xe thực sự là suy nghĩ, là hành động của mỗi người. Và đến đây thì chương trình Mắt Thần An Ninh của truyền hình Hậu Giang đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.